À, dạ em xin phép chào tất cả cô chú anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lan rừng tối ngày 27 tháng 7 năm 2020 nha mọi người. Đấy. Thì hôm nay là em về được cái lô giải hạt bốc rừng nha mọi người. Đấy. Thì về lúc nào thì mang lúc đó nha mọi người. Đấy. Em đã chia ra từng phần, từng lô cho mọi người và ghi giá tiền trên mỗi hình rồi. Thì mọi người xem được cái hình nào thì mọi người chọn hình đó nha. Đấy. Thì hôm nay có về gia hạt ở đường mới và về gia hạt ở vùng rừng Tumarong, tiếp theo là chủ yếu là gia hạt ở vùng rừng đất Bình An, con rẫy con tâm nha mọi người, còn được mấy hình moray đất côi. Đấy. Thì tí nữa em sẽ quay cụ thể từng hình một cho mọi người xem nha mọi người. Đấy. Rồi các hình này em có các lô 6 gãy dập. Rồi trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Rồi, kênh của em là kênh Núi Rừng Tây Nguyên Channel 2, số điện thoại liên hệ là 070-6615-694 nha mọi người. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện cũng được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi tối hôm nay em bán hàng thì ngày mai em sẽ đóng hàng và gửi đi cho mọi người đấy. Rồi mọi người đặt hàng thì tối nay và mai nha. Đấy. Rồi em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người mua đấy. Đầu tiên là gia hạt Tumarong nha mọi người. Có cái một cái nguyên bản nha mọi người. Nguyên bản này thì được người dân địa phương người ta chặt về này. Này là một cái dây leo trên rừng nha mọi người. Và gia hạt con nó bám vào trong dây này rất là nhiều nè. Đấy. Sơ sơ cái thân này một nè. Đấy. Này, gia hạt bám vào đây này. Đó. Cái cây dạ hạt trên rừng này nó bám vào như thế nhưng mà đấy. Đấy, bám vào rất là nhiều này đấy. Thì trong rừng nó mọc đủ kiểu hết rồi nhưng mà đấy. Trong hốc trong kẽ rồi này. Cái này thì bữa này là kiến, bữa nó cũng sẽ lớn nhưng mà đấy. Bữa lâu ngày thì nó cũng sẽ lớn lên thôi đấy. Đó, phát triển thành cây mới. Rồi, đó là cái nguyên bản nó mọc lên rừng như thế, được người dân người ta hái về như vậy mọi người. Rồi, đầu tiên thì em giới thiệu cái giá hạt ở vùng rừng Tumarong. Tumarong thì có hôm nay có 8 hình nha mọi người. Đấy. Thì có 8 cái gì thôi. Thì đầu tiên là về 300 nha mọi người. Đấy. Cái giá hạt này cũng lâu lâu nó cũng có nha mọi người. Thì về này là về đầu tiên nè. Lá rất là cứng mọi người. Lá nó rất là cứng cáp. Có các thân dài như thế này này. Rồi. Cây đầu tiên giá 300.000. Tiếp theo cây số 2 là giá 250, là một kiến nha mọi người. Kiến Tumarong đấy. Có một con kiến Tumarong trong nguyên bản là như mọi người. Rồi số 2 250. Tiếp theo số 3 cũng 250 nha mọi người. Đây một kiến này, kiến nguyên bản nha mọi người. Lá cứng này. Này là ở vùng rừng Tumarong quan tâm nha mọi người. Rồi, số 3 250. Tiếp theo số 4 cũng 250 nha mọi người. Đấy. Này cũng một kiến nữa. Đó. Lá rất là cứng cáp nha mọi người. Rồi, số 4 250. Tiếp theo số 5 cũng 250 nha mọi người. Đấy. Đây, một em gọi là kiến nè. Lá rất là cứng cáp nha mọi người. Đấy. Rồi, số 5 250. Tiếp theo số 6 200. Này một con kiến, kiến lá tròn này. Kiến đỏ nha mọi người. Rồi, số 6 cũng Tumarong 250, 200. Tiếp theo số 7 150. Đây, 150 con kiến này. Đó. Kiến lá nhựa nha mọi người, đấy, kiến Tumarong nha mọi người. Tiếp theo số 8 cũng 150. Này có một kiến Tumarong này. Ngày hôm nay chỉ có 8 hình Tumarong thôi rồi. Đấy. Rồi tiếp theo là em sẽ giới thiệu đến cái hàng giả hạt đất Bình E. Đất Bình E con rẫy nha mọi người. Giả hạt đất Bình E của huyện Con Rẫy tỉnh Tâm nha mọi người. Hôm nay là vùng gần với cái xã này, gần với xã Đất Côi của ông Tâm. Đấy. Rồi cái này giả hạt này bốc từ cái vùng rừng của xã Đất Bình E. Đây là giả đầu tiên này. Đó, giả này em làm lá nhựa nha mọi người. Làm bức lưng cáp 1 giả này. 2 về. Đó, rồi, 2 về giá 200.000 nha mọi người. Tiếp
theo số 10 cũng 200. Đây, đây là gì đầu tiên? Đây là kiến này. Đó. Rồi kiến tiếp theo kiến số 2 này. Đó. Rồi 2 về giá 200.000 nha mọi người. Số 10 200. Tiếp theo số 11. 250 3 về nha mọi người. Còn có một em này, đây kiến lá tím này. Rồi tiếp theo em số 2 này, em này em khá là xanh. Rồi tiếp theo là số 3. Em này to hơn tí nữa. Rồi 250 cho ba cái gì giá hạt bốc rừng. Đất banana nha mọi người. Rồi 11 300 250. Tiếp theo 12 giá 250. Đấy cũng có ba gì. Đây là gì đầu tiên này. Đấy. Rồi, bán giá là giá mùa Covid luôn nha mọi người. Rồi, ba về giá 250, hàng bốc rừng nha mọi người. Như thế này là mọi người được ba mặt hoa rồi nha mọi người. Đấy, cứ như thế là ba mặt hoa rồi đó. Rồi tiếp theo, 13, 250, ba về. Hai về đầu tiên nè. Đó. Rồi tiếp theo về số 2 nè. Rồi tiếp theo là về số 3. Đó, ba về giá 250 nha mọi người. Rồi mọi người sổ ra được ba mặt hoa khác nhau. Tiếp theo 14 250 3 về. Đây về đầu tiên nè, đó. Thế về số 2 nè, là tiếp theo về số 3. Đó. Rồi 3 về giá 250 nha mọi người. 20 14 250. Tiếp theo 15 giá 250. Đấy, đây một kiến lá nhựa này. Đó. Tiếp theo về số 2 nè, tiếp theo về số 3, đó. Rồi 3 về giá 250 nha mọi người. Đó. Tiếp theo 16 cũng 250 ba về. Đây về đầu tiên này. Tiếp theo về số 2 này. Và tiếp theo về số 3 đó. Rồi ba về giá 250 nha mọi người. 16 tiếp theo 17 ba 150 ba về. Đây về đầu tiên này. Tiếp theo về số 2 này. Và tiếp theo là về số 3. Rồi. Ba về giá 150. Tiếp theo 18 giá 200 cho 30 bản. Đây nguyên bản đầu tiên này. Đó. Tiếp theo nguyên bản số 2 này, nguyên bản này đề được hai kiến này, đó. Rồi tiếp theo là nguyên bản số 3, đó. Rồi, cái này mọi người về bỏ trong chậu thôi. Chậu bình thường lớn thôi. 18 300. Rồi tiếp theo 19 cũng 300. 5 kiến rồi. 1 này. 2 nè. 3 nè. 4 5 kiến nè, đó. Rồi, 20 300.000 5 kiến nha mọi người. Tiếp theo 19. Không, cái này số 19 nha mọi người. 18 rồi đến 19. Rồi tiếp theo 20. 300.000 cho 9 kiến, đó. 1 nè. 2 nè. 3 nè. 4 nè. 5 nè. 6 nè. 7 nè. 8 nè. 9 nè, 10 nè. Đó, 300.000 cho cái phần kiến này. Tiếp theo phần 21, hai kiến đặc biệt nha mọi người. Một em kiến này lá bị ấy nhưng mà bị tật bị dị lá vậy đó, lá rất là kỳ luôn đó. Trên đầu ngọn này nó xòe thành 3 thành 4 hai mầm luôn, nhưng mà đấy, bên này mầm nữa này đó, lá rất là kỳ luôn. Đây cái thân già này, em này không biết có bị đục biến lá hay không đấy, lá rất là đấy. Rồi tiếp theo một em kiến xanh đấy, phần này hai kiến giá 250. Tiếp theo 22 150 cho cái gì đất banana này đó. Nó nhựa nha mọi người. Đó. Rất là cứng cáp luôn. Đó. Em này về trồng chậu là đúng đúng đẹp. Đó. Cây thân già đỏ âu này đó. Này về sang hồng sang bệt. 23 150 luôn. Đó. Em này thân xanh nha mọi người. Đấy, lá cũng ok đó. Còn hoa thì sổ số thôi, thân già cũng khá là xanh này.
Rồi. 1 2 3 150. Cái này hơn 20 phân rồi mọi người. Lá xanh rì luôn. Thân cũng xanh luôn. Rồi, tiếp theo 24 150. Hay một em kiến rất là đẹp. Lá cũng cứng ngắt. Rồi 24 150 nha mọi người. Rồi. Rồi tiếp theo nha, em giới thiệu cũng phần giá hạt đất Bình Nam 150 nè. Phần số 25 cũng 150 nha mọi người. Đây, em này cây lá như thế này, đấy, này lá tre nha mọi người. Lá tre. Nó rất là nhiều thân dài nha mọi người. Thân này thân mảnh. Đấy. Rồi, chiều dài của nó thì khoảng 20 phân rồi nha mọi người. Đấy, hoa thì số số thôi. Rồi, 25 150. Tiếp theo 26 cũng 150 nha mọi người. Này một em thân cũng rất màu nha mọi người. Rồi, đây có các thân già đây. Thân già cũng mảnh, đấy. Dòng này dòng lá tre đấy. Thân cũng lá cứng cáp nha mọi người, lá nhựa. Nhỏ nhưng mà lá chắc. Đấy. Cái này màu cũng rất là đẹp đấy. Thân màu lá rất là đẹp nha mọi người. Đấy. Rồi 26 150. Tiếp theo 27 150. Em này lá rất là to. Đấy. Cũng rất đẹp nha mọi người. Dưới mặt trên này. Các thân già đây. Chiều dài cũng 20 phân rồi nha mọi người. Rồi giá 150. Tiếp theo 28 150. Em này một kiến lá rất là lạ. Đấy. Màu lá màu thân nó đặc biệt nha mọi người. Đó. Rồi, chiều dài của nó là hơn 20 phân rồi, 150. Tiếp theo 29 150 luôn. Đấy, em này một em lá nhựa. Đấy. Các thân già thì màu đỏ. Đấy. 250 luôn nha mọi người. Chiều dài của nó đấy. 29 150. 30 cũng 150 nha mọi người. Này em về 20 phân đấy. Lá cũng dày nè, đấy, lá dày nè. Lá dày cứng cáp nha mọi người, gọi là lá nhựa đó. Trên mặt dưới nè. Rồi. 30 150. Tiếp theo 31 200. Này em nguyên bản này. Đấy. Nguyên bản lá nhựa luôn nè. Thân lá cũng rất là lạ kỳ kỳ. Đấy, có một số cái nó nụ ở giữa này. Đấy, nụ mập ở giữa đốt này. Đó. Này hàng nguyên bản nha mọi người. 21 200. Tiếp theo 32 200. Em này nguyên về này. Đấy. Chiều dài hơn 20 mấy phân rồi. Lá nhựa này. Đấy, xếp cứng cáp này. Khỏe khoắn luôn rồi. Đấy. Này hoa sổ số thôi. Cái này thằng già có thằng đỏ này. Đó. Rồi. 32 200. Tiếp theo 33 cũng 200. Đấy. Em này lá sắc cũng rất là đẹp. Đấy. Chiều dài gần 40 phân luôn nha mọi người. Mặt trên nè, mặt dưới nè. Đó. Lá xếp ngang xếp dọc cũng rất là đẹp. Đó, trên thân có một số sắc tố của cây. Đó, cái thằng già đây. Rồi, 33 200. Tiếp theo 34 200. Đây. Cái này cũng khá là dài, mầm này cũng 40 phân rồi nhưng mà đấy. Lá đây. Lá này thì nó hơi vàng vàng nhưng mà đấy. Cây vàng, một số sắc tố trên thân như thế. Hoa sổ số thôi, chẳng biết được nó ra hoa gì nhưng mà đấy. Rồi, 34 200. Tiếp theo 35 250. Đây, em về này có một cỡ khoảng 25 đến 30 phân nha mọi người. Em này lá nhựa này. Đó. Lá nhựa nha mọi người, ngọn rất là khỏe. Đó, đầy đủ thân già này. Trên thân già có cái cây ấy nữa này. Đây thân già có một cây kim mới nữa, cây con nữa. Rồi, 35 250 nha mọi người. Tiếp theo 36 cũng 250. Đấy. Đây. Em này lá bản lá to đấy. Thân thủ cũng rất là ok. Đấy. Mặt trên mặt dưới này, trên thân có chấm, trên lá có chấm. Chiều dài của nó là khoảng 40 phân rồi. Đấy. 250. Đấy. Cây khá là to luôn rồi. 3 250 mà giá cây nó bự.
Rồi tiếp theo em này cũng 250, cây lớn nhưng mà em bán giá 250. Vỏ lá nó bị quá trình khai thác mà nó bị dập, bị ái tùm lum hết nhau mà. Đấy. Mà thân thì cũng rất là ok, không có vấn đề gì, cũng rất là khỏe. Đấy, cái ngọn rồi. Nay mày mọi người về trồng chịu khó mua sâu thì nó lên cái mầm mới tại vườn thì nó cũng rất là đẹp nhưng mà đấy. Chiều dài của nó khoảng 60 rồi nhưng mà 5-60 rồi đấy. Các thân già đây đấy. Rồi 37 250 nha đấy. Tiếp theo 38 250 luôn này em kiến đấy. Kiến đất bình này lá rất là đẹp đấy. Mình thấy cái ngọn đó nó rất là kỳ luôn này. Cái kiểu lá của cái cây này rất là kỳ đó. Đó. Hiếm thấy mà, mọi người thấy cái lá đây ngọn mà nó to hơn lá dưới đấy luôn này. Đấy. Kiểu lá của cây này rất là độc đáo luôn đó. Rồi về 38 250 2 về 2 mầm nha mọi người. Tiếp theo 39 250 em lá tre thân khá tương đối là xanh sạch nhưng mà đấy, tương đối thôi chứ không khẳng định 100%. Đó. Rồi em lá tre thân mạnh nha mọi người, đấy, lá tre thân mạnh. Rồi, 39 cũng giá 250. Tiếp theo 40 cũng 250. Này một cái cây nha mọi người. Cây cây này, đó. Đây được các cái mầm cây này cũng khá là xanh đó. Mặt dưới này, mặt trên này. Rồi, cây này giá 250 nha mọi người. Cái dây này 250. Tiếp theo 41 300. Đây một em nguyên bản này, không có một mầm này. Hai mầm, ba mầm, đấy. Cái đó là khỏe. Này mọi người về chỉ bỏ vào chậu và thay một cái giá thể là trăm là ok. Đấy. Thân lá rất là ok, ổn định nha mọi người. Này được ba mầm, đấy. Rồi 41 giá 300 nha mọi người. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến cái hàng chimoray nha mọi người. Chimoray. Vậy đầu tiên giá 35.000 nha mọi người. Đây, một em có một cái thân cái mầm hoa đây. Mầm hoa mùa này đây. Dài 40 phân nha mọi người. Đấy, trên hoa thì trên thân lá thì nó có một số cái vết cào vết sứt thôi nha mọi người. Do quá trình khai thác. Đấy, cây này mặt dưới này, này mặt trên. Đấy, mặt trên ok nha mọi người. Rất là ok nha mọi người. Cái dòng chimoray như thế này thì nhìn cũng rất là đẹp rồi. 2 4 5 6 thân dày đó. Đấy. Đầu nguyên dề nha mọi người. Đấy. Rồi, dề đầu tiên, dề đầu tiên là giá 300 nha mọi người. Đấy, 300. Rồi tiếp theo 43 cũng 300 luôn nha mọi người. Đấy. Em này cũng mang một em moray rất là đẹp. Này trên thân có đốt trắng này cũng nghiêng về hàng xanh xanh nha mọi người, các thân già xanh lè luôn nha mọi người. Mặt dưới này, mặt trên nè, cái này cũng rất là đẹp nha mọi người. Chiều dài của nó là khoảng 40 rồi đấy. 43 300. Tiếp theo 44 150 chimoray luôn nha mọi người. Đây em này thân rất là mảnh luôn, chiều dài của nó là 20 phân. Đấy. Một số thân già có màu đỏ này, trên thân có sọc. Rồi 44 150. Tiếp theo 45 150 nha mọi người. Em này thì em moray 30 phân. Lá tre 30 lá moray 30 lá tre nha mọi người. Đấy, dài 30 phân. Đấy. Có cái thân già này. Đấy. Thân này cũng khá là xanh. Rồi 150 nha mọi người. 30 phân. Tiếp theo 46 150 cho hai dề cho moray này. Đấy. Hai em này cũng thuộc dạng kiến. Rồi hai dề giá 150 nha mọi người. Đấy. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì có mấy cái phần dạ hạt đất côi nha mọi người. Đấy. Dạ đất côi hai phần đầu tiên 47 250 cho một dề. Đây nguyên dề nha mọi người. Nguyên dề này. Chiều dài của thân thì khoảng ba mấy 40 phân rồi đó. Đấy, cây cũng rất là đẹp nhưng mà đấy. Đấy, thành một cái vòng như một cái bụi tre vậy, ngọn tre
Rồi. 47 250. Tiếp theo 48. Cũng 250 nữa nhưng mà đấy. Chiều dài của cây này là 40 phân, lá nhìn lá nhựa mà cây rất là cứng cáp. Thằng già đỏ này. Đấy. Rồi. Nguyên về nhưng mà. Rồi 48 250. Tiếp theo 49 200. Đấy. Em này cây shape rất là đẹp. Đấy. Mặt dưới này. Đây mặt dưới, đây mặt dưới này. Chiều dài của nó 25 phân mấy, 25 30 rồi nhưng mà 49 200, cây lá xếp rất là đẹp. Rồi tiếp theo 50. 50 200. Đây. Là một em lá xếp rất là đẹp. Chiều dài hơn 20 phân. Này thân lá gì nó nghiêng về màu vàng nhưng mà. Đấy. Mọi người nhìn xếp trẻ ngang và rất là đẹp. Đấy, nhìn thân lá nó là mê luôn. Rồi 50 200. Tiếp theo 51 cũng 200. Đấy. Nay em đã coi 20 lá nhựa này. Đó. Các thân dài như này này. Đấy, nhìn rất là cứng cáp này. Đó. Rồi 51 200. Tiếp theo 52 200 cho hai dề. Đấy. Dề nhỏ này. Đấy. Rồi thêm một dề lớn. Đấy. Chiều dài nó hơn 25 lá nhựa này mà. Đấy. Lá nhựa cũng rất là cứng cáp, cái thân già này. Đấy là trong chầu thì nhìn rất là ok nha mọi người. Rồi, hai về giá là 25.000. Tiếp theo 53 150. Cho một em các cô hôm nay lá hơi tròn hơi mít thôi nhưng mà. Đấy. 150 cho em lá này. Đấy. Rồi. 53 150. Tiếp theo 54 150. Đấy, một em kiến này cũng lá bự nhưng mà đấy. Cũng rất là đẹp. Vào trong chậu nhìn nó khí phách. Đấy. Rồi. 54 150. Rồi. Rồi, tiếp theo ngày hôm nay thì có hai cái dề lớn nhất của dề hạt đất Bene trên nha mọi người. Đất Bene trên. Rồi, dề đầu tiên giá 500.000. Đây, đất Bene thân xanh nha mọi người. 500. Chiều dài của nó thì khoảng 40 phân nha mọi người. Người nhìn thân của nó khá là xanh luôn này. Các cái này là các cái mũi trên rừng nha mọi người. Còn đây mọi người thấy nhìn đốt trên gần nhất này, đó, khá là xanh luôn này. Đó. Lá rất là tự nhiên luôn nha mọi người. Ở mặt dưới này, là mặt trên. Đây, rất là đều, đẹp. Cái nó là cứng cáp khỏe khoắn nha mọi người. Mặt trên. Rồi cây đất Bene thân xanh này giá là 500.000 nha mọi người, 500 cho cái cây này. Rồi tiếp theo cây đất Bene thứ hai 500 luôn. Đấy. Em này cũng thân khá là xanh luôn. Đây, thân dưới này. Đấy. Này vừa lá tre, vừa dài nữa. Vừa bản lớn nè. Đó, thân dưới thân tre. Đó, thân già này. Là chiều dài của nó khoảng 40 phân nhưng mà đấy, ngọn như vút rất đẹp này. Rồi 56 giá 500.000 cho cái em dạ hạt hạt bên đây này 500.000 nhưng mà đấy. Tiếp theo 57 giá hạt chimoray 600.000 cho cái gì này đấy. Gì này thì xếp vào cây hàng xanh xanh sạch mà, tương đối đấy nhưng mà đấy. Này mặt dưới này. Đó, này mặt trên này. Đó. Đó, cây rất là ok nha mọi người. Để chê vào được nha. Đó. Rồi. Thân khá là xanh luôn nè. Nó ngọn nè. Lá nè. Thân xanh âm luôn nhưng mà đấy. Rồi cái thân già nó cũng xanh nè. Rồi 57 600 nhưng mà cho một này. Tiếp theo 58 300.000 cho một cái cây. Cây này nó nằm ở trong cái lô không biết từ cái ấy nào nhưng mà nó là một cái cây xanh nhưng mà đấy, cây xanh này đấy, người ta cột vào bằng cái dây trên rừng này đấy. Cái này là nó xanh nhưng mà chứ còn không phải là nó thiếu nắng đâu. Thiếu nắng là cây nó rất là yếu. Em này rất là cứng cáp nè, mình thấy cứng cáp nè.
Chỗ này sổ số thôi, chứ em chẳng biết mặt hoa nó là gì nè. Đấy, nó bán 300 nghìn cho người. Đấy. Rồi, 58, 300. Đấy. Đấy, xin âm hết trơn nha mọi người. Rồi, cuối cùng 3 cái lô gãy dập nha mọi người. Em tính để lại trồng nhưng mà cũng có thời gian thôi, em bán luôn. Đầu tiên, 59, 400 nghìn cho 3 cái gì này. Đấy. Đây dì đầu tiên này, đó. Dì này cũng thuộc dạng dì lớn nhưng mà, đấy. 40 rồi. Thì về nó cũng nguyên về chứ nó cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng mà nhìn nó lá nó không ấy thôi. Em tính đi là trồng không có thời gian em cũng bán luôn. Đó này 40 phân rồi nha. Đó, cây dài nhoằng luôn. Đó, nguyên về này. Không có bị gì hết rồi. Rồi tiếp theo về số 3. Đấy. 40 phân luôn, cũng dài nhoằng rồi. Đó. Lá nó không ấy thôi. Nhưng mà về cũng chẳng có vấn đề gì hết. Đó. Rồi, 3 cây này giá 400 nghìn nhưng mà. Tiếp theo, số 60, 300 nghìn cho 3 dề. Đấy. Em này thì người ta bóc lên cái người ta đi hái, có một cái cây nó bị đổ này kia xuống. Cây này nó có cái giá hạt, cái dề giá hạt. Thì người ta bóc trúng cái cây này. Đấy. Này nó nằm ở dưới đất nhưng mà đấy, rất lâu ngày này mới được người ta phát hiện. Đấy. Đây, nó lên được cái mầm mà như thế này. Nói chung là em này cũng khá là xanh này. Thân già này, thân già của nó đây. Đó. Rồi. Đây lên tới đây. Này, nó bị lồng khuất này, đây, con trai này nó được nắng. Đó, nó vẫn vươn lên được sống được vậy mà. Đó. Thì người ta phát hiện đó. Nằm ở trên cây bị gãy đổ nhưng mà. Đó. Đây, nguyên gì đây. Rồi tiếp theo, cây số 2 này. Đây, em này thì lên được một cái mầm mà đây rồi. Thằng khá là xanh đó. Theo em số 3 đó. Đây, nguyên về nhưng mà đây, người ta bóc rừng hết nha. Rồi, 60, 300, 300 ba về. Tiếp theo 61 cũng cho Murray 500 năm về gãy. Đó, đây về đầu tiên này. Nó gãy này kia chứ thật ra nó xấu cái này kia thôi. Chẳng có vấn đề gì đâu người. Đây, về thứ hai này. À, tiếp theo là về số 3 này. À, em này nó nù mập luôn. Đấy. 3 này, 4 này. Đó. 4 nha mà. Rồi, 5 về. Có nhiều cây nhìn ngon, ngon lành trắng nhưng mà. Đấy. Rồi. Này mọi người giờ thấy như thế này đâu, chứ mọi người về trồng ở này kia rồi có một số cái ôm cây được cũng ra được vô số giống đó nha mọi người. Không có vấn đề gì đâu. Rồi, 600 500 cho 6 về nè, 61 nè. Đấy. Rồi, đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại 070-614-5694 nha mọi người. Đấy, trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin. Em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Đấy, rồi một lần nữa thì em xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc này và bấm vào chuông thông báo để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất. Và một lần nữa thì chúc tất cả mọi người một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Nên em xin phép dừng clip tại đây. Chào tất cả mọi người nha. Rồi.